Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Dự thảo luật căn cước đề xuất thu thập hơn 22 nhóm thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. Trong đó có 5 đặc điểm sinh chắc học là ảnh chân dung, vân tay, mống mắt, ADN và giọng nói. Vâng và bên cạnh việc thu thập vân tay, chính phủ đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác định thông tin của mỗi cá nhân. Việc này hỗ trợ trong trường hợp không thu nhận được vân tay do bị khuyết tật hoặc là vân tay bị biến dạng. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xung quanh cái đề xuất này. Cụ thể nhiều ý kiến cho rằng cơ quan soạn thảo nên cân nhắc bỏ quy định bắt buộc phải thu nhận thông tin sinh chắc học về mống mắt. Chỉ nên quy định theo hướng người dân tự nguyện cung cấp như đối với thông tin sinh chắc học ADN và giọng nói. Hoặc là trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý có thể trưng cầu việc giám định hoặc thu thập thông tin sinh chắc học về mắt, chia sẻ thông tin dữ liệu đó cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước. Nhưng mà cũng ý kiến cho rằng rất nhiều cổng kiểm soát hiện nay được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo AI. Nếu khuôn mặt đã chỉnh sửa rồi thì rất khó có thể nhận diện. Móng mắt bao gồm toàn bộ tròng đen, tròng trắng và thủy tinh thể của con người là cố định, không ai có thể sửa mặt. Chính vì thế nó là một nhận dạng rất là cố định. Quy định trong việc bắt buộc này có thể sẽ rất tốt cho cả việc quản lý và phục vụ cho người dân. Và cũng phải nói thêm là hiện nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ này để phục vụ nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu và điền thông tin xác thực qua website. Công nghệ này thì được đánh giá có độ chính xác cao, đơn giản, dễ sử dụng, không cần thao tác phức tạp. Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo luật căn cước vào ngày 27 tháng 11 tới.